nhằm đa dạng hóa đối tượng, hình thức nuôi trồng thủy sản nước mặn có giá trị kinh tế cao đang được thị trường ưa chuộng. Quy mô thực hiện với hai hộ tham gia là ông Cao Minh Thái và ông Tưởng Văn Thịnh. Với quy mô một lồng có thể tích 500 mét khối tại vùng biển ven bờ tại xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình. Đối tượng nuôi là cá bớp, một loại cá biển đặc sản. Chi cục thủy sản cử chuyên gia chỉ đạo, giám sát việc thực hiện mô hình nuôi cá biển bằng lồng nhựa HDPE theo đúng yêu cầu phương pháp và được phê duyệt để có được hiệu quả cao. Thời điểm bây giờ thì cũng được 6 tháng. Tôi thấy cái số lượng đàn cá nó phát triển thì thấy rất là ổn định. Bệnh tật không có, thiệt hại thì cũng không. Nó đạt được 90%. Tôi thấy cái khu vực này thì nuôi trồng rất là thuận lợi. Vừa qua thì tôi cũng có thu hoạch thì được khoảng trên dưới 5 tấn. Giá bán ra trung bình thì cũng 200.000 một ký. Số lượng vừa rồi đây chúng tôi thu hoạch về cũng được tầm 1 tỷ. Trừ chi phí công nhân với thức ăn cho cá thì cũng hết cỡ tầm 800-850 triệu. Trong cái lợi nhuận trừ ra thì cũng chúng tôi lời cũng được tầm 107-150 triệu đồng. Quá trình nuôi cá bớp có tốc độ sinh trưởng phát triển tốt hơn, phương án đã được phê duyệt. Các hộ nuôi đã thu tỉa cá vượt đàn đạt kích cỡ thương phẩm để có thu nhập sớm. Sau 6 tháng nuôi cá bớp sinh trưởng tốt, không xảy ra dịch bệnh, sản lượng thu hoạch của hai hộ nuôi ước đạt trên 10 tấn. Trọng lượng trung bình khi thu hoạch đạt từ 3,5 đến 4 kg một con. Quá trình triển khai thì cá sinh trưởng phát triển bình thường và trong quá trình nuôi thì chỉ cũng thủy sản có từ cán bộ chuyên viên tới giám sát và hướng dẫn kỹ thuật, quy trình kỹ thuật. Và thì lợi nhuận sau khi chi phí thì khoảng trên 100-150 triệu cho một cả hộ. Và cái mô hình này là góp phần phát triển cho đối tượng mới và phương pháp nuôi mới trên địa bàn, tạo được công việc làm cho người dân và tạo ra cái đối tượng cá bớp là để tiêu thụ trên địa bàn. Và qua quá trình triển khai mô hình thì đề nghị là người dân là trong những năm tiếp theo là tiếp tục chăm sóc quản lý cá bớp trong lồng HDPE thì đảm bảo được cái quy trình kỹ thuật của người dân của cái chi cục hướng dẫn để phát triển một đối tượng mới và hình thức mới trên địa bàn. Mô hình nuôi cá bớp trên biển không chỉ giải quyết việc làm mà còn tạo nguồn thu nhập đáng kể cho người nuôi bởi sản phẩm có giá cao, nhu cầu lớn, thị trường tiêu thụ rộng. Đó cũng là mục tiêu nhằm đa dạng hóa đối tượng nuôi và hình thức nuôi phục vụ cho nhu cầu nuôi thương phẩm của người dân để có thu nhập cao.